của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very, very beautiful, đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like my skin? Yeah. Dạ yeah, đẹp. Dạ đẹp, 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 đẹp luôn. À, em thấy em nhìn chân chó. Chân chó. Chân chó. Nhưng mà chó. À. Nhưng mà trời ơi. Đẹp, đẹp quá. Cái mẹ không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. À, tự nhiên sao thấy ảnh ảnh qua đây giùm mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về mà sao ảnh cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi. Ở chung luôn. Tên Phạm Thị Quỳnh Như, năm nay có 25 tuổi. Em làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh. Hoặc con mình con là em à, em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Yeah, Josh. Yeah. Em đến từ đâu? American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng không? Kỹ sư xây dựng. Yeah, kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very, very beautiful, đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like my skin? Yeah. Da đẹp. Dạ, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about your skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Ờ, mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con ngay trong cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có đi ảnh nhìn thôi, cũng nhìn ảnh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi uống cà phê. Nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ chợt ra là à gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước, thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng xong rồi ảnh mới xin Facebook của con, và bển mới bắt đầu tiếp chuyện nói chuyện là dạ. Con Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her you fall in love when I first met her em thấy em nhìn chân chó nhưng mà chó. À. Nhưng mà trời ơi. đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. Chân chó rồi. Yeah, I'm more curious about her and I want to get to know her more, but I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng.
từ khi anh vừa bển là hai người nói chuyện mỏi ngày luôn, liên tục đúng không, liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỏi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè, tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ, ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn, cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không. Cũng biết có cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Did love. You miss her. When you lay far away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first, a little bit. Then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu, nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp anh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi anh cũng âm thầm anh chuyển về đây luôn. Anh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì anh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? Sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, anh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu, nhưng mà có cái gì đó cứ sợ sợ, cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài. Không tới đâu á. Dạ dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần, ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó, hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn, mà không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin, cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là dạ dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa, xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn, ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, anh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á con. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12, anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính anh trẻ, anh vui, anh hay giỡn, nhưng mà cái tính anh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sao ấy ảnh qua đây vì mình một mình, cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về, mà sao ảnh cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót vợ em nói rất là nhiều, mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói? What's that? You know, you speak too much. When I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Some bits chipsil. Still learning Vietnamese. Hopping Viet. Tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life right now? At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more, every day we were talking, I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh nó bển cũng nghĩ anh
bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu. Dạ, nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, con không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là lĩnh hội đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt, nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đó. Chảnh chó, em cùi bắp. Cùi bắp. Em cùi bắp. Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu, mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy cái kiểu, đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống bd á cô. Giống bd á cô. Hiểu không? Dạ. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn cái rap người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo. Xạo. Không xạo. Yeah, xạo. Xạo mà. Rồi, còn đằng xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Yeah. Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ anh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình cho nên ảnh mới chấp nhận, mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự, cũng có cãi nhau vấn đề đó. Dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết không rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt nói nhiều nhiều hả? Em tức giận quick, she get angry, nhanh bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội, đúng không? Very quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick, and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận, còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? And what's up?
always mua one hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua. mua one hour. Là gì? One hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận. Giận. Thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try to be nice, or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Ừ. Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò, làm này làm kia. Nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít mà mình đang quạo, mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. No, like you do, you like you. You do something like that. No? What do I do? I don't even know my face. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi gốc là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bad to not like. Bad day. Not bad day. Cảm ơn Như với lại Dũng á tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Như nãy em kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh. Yeah. Thế phải ngậm ngùi trước khi hỏi, đủ tuổi vị thành niên chưa? Dạ, em được 25 tuổi rồi chị. Em tên gì? Em tên là Phạm Nguyễn Hoàng Mỹ. Em công tác ở ngành nào? Em là nhân viên văn phòng của công ty nội thất. Ủa, Mỹ cưới ông Quân Mỹ lấy này lâu chưa? Dạ, cũng được 6 tháng rồi. Quá son đúng không? Son quá. Son này là son bóng luôn đó. Em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Tuấn, em cũng là nhân viên văn phòng. Năm nay em 26 tuổi. Trời, hơn vợ con tuổi hả? Bạn là chững chạc so với tuổi của mình, trong khi vợ của bạn thì lại quá non nớt so với tuổi của mình. Bạn có cảm giác vậy không? Lâu lâu đi là nhìn tưởng hai chú cháu. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Hôm đó là em rủ một anh bạn đi chụp hình. Hai đứa hẹn với nhau là mỗi người sẽ dắt theo một người mẫu. Em dắt theo một người mẫu và anh bạn dắt theo vợ của em. Cái lúc đó vợ đi trễ cho nên vừa bước xe là cười trừ, thấy nụ cười là mình kết liền luôn. Rồi sao, cái buổi chụp hình nó diễn ra như thế nào? Dạ, cái buổi lần đầu đi chụp hình thấy ảnh thì hơi già dặn, với lại nhìn cái mặt có vẻ là hơi đỉu đỉu sao. Không có tin tưởng lắm. Trong buổi chụp hình thì ảnh cứ chụp hình cho mình không à, thấy kỳ kỳ quá, không chụp cho cái cô kia mà cứ chụp cho mình, thấy cũng nghi nghi rồi. Xong rồi sau cái buổi chụp đó là còn chụp nữa không? Sau buổi đó thì ảnh có xin số điện thoại em, hẹn uống cà phê. Khi mà nói chuyện thì mình cũng biết là cô này mới bị bồ đá. Mình thì cũng mới vậy luôn. Hai người đồng cảm, thôi hai đứa mình quen nhau nha. Cuối cùng là cô không chịu. Lý do gì không chịu? Thì cũng mới quen nhau 3 ngày mà anh đã ngỏ lời với em rồi. Làm sao mà tin tưởng được. Vài bữa sau, ảnh có rủ em đi chụp hình nữa. Trong đó có một người bạn gái, xinh lắm. Ảnh bữa đó cứ cầm máy chụp hình chụp cho nhỏ bạn em không à. Lại bỏ rơi em. Rồi. Lịch sử lặp lại nữa. Rồi sao nữa cưng? Em kêu khát nước quá. Ảnh ca lăng, ảnh khui cái nước cho em. Tự nhiên nhỏ bạn em chạy tới. Thay vì anh thay nước cho em mà anh lại đưa cho nhỏ bạn em. Chai nước mà định khui cho em. Dạ. Đưa cho con kia. Chuyện vậy là chị giận luôn đó, chứ đâu có lấy nhau như vậy. Không phải, tại vì cái mẫu kia là mẫu mới, còn này mẫu cũ rồi, cho nên là được ưu tiên đúng không? Khai thiệt đi. Lúc đó là em giống như phản xạ thôi, mà không biết suy nghĩ gì mình đưa nước đại luôn. Sực nhớ là mình biết là mình bị hố rồi. Từ đó thì sao là mình cứ ngồi nhìn cái con này hoài. Đúng không? Anh bị hớ vụ đó sao mà anh qua nói chuyện với em, nhưng mà em không đồng ý. Thế rồi tối nó gọi điện thoại nói chuyện cũng buồn. Vài ngày sau anh lại ngỏ lời với em nữa, nhưng mà em cũng không đồng ý. Hai lần. Lần thứ hai mình đi á, là mình chuyển thật là anh quen cô nào anh cũng bị phản bội, anh cũng bị đá hết, anh rất là tội nghiệp. Nghĩa là dùng như khổ nhục kế. Đúng rồi, khổ nhục kéo là mình như khóc. Mà nó thiệt nè, họ nói thiệt nha, là có bị bồ đá thiệt không? Có bị bồ đá. Rồi bạn có tiếp tục theo đuổi chụp hình lần thứ ba? Lần thứ ba thì không có đi chụp hình, thì lần cuối
cuối cùng này mình chơi một cái chiêu gọi là sau bao nhiêu năm đúc kết, anh tỏ tình với em hai lần rồi, lần này thứ ba mà tao nói nhất quá tam, mất quá tam, lần này mà không được là anh bỏ luôn nha. Cuối cùng chịu. Tại sao lại chịu? Tại vì trả lời cũng vài lần rồi, không chịu nữa thì mình hết người dẫn mình đi chơi rồi. Vậy hả? Mà cái người yêu mà bị bồ đá đó so với chồng của mình á thì ai hơn? Em thấy là chồng em vẫn hơn. Vậy mà quen nhau được khoảng nửa năm thì hôm đó là mình hỏi một cái câu, em cảm thấy anh với lại người yêu cũ của em ai được hơn? Mình rất là mong chờ là anh được hơn, anh tốt hơn, anh gì cũng hơn hết trơn. Cuối cùng trả lời là người cũ của em được hơn. Lúc đó mình chân thẩn luôn, mình không biết sao luôn. Rồi cái cơn giận của em sao? Lúc đó là em không nói gì hết. Em bầm gan tím ruột đó. Đúng rồi, em đúng. Xong mấy ngày sau cô này biết mình giận nhưng mà không thèm gì hết. Cuối cùng 4-5 ngày sau em mới là người thôi anh hết giận em rồi, hai đứa mình làm lành nha. Tự giận rồi tự giận luôn nha. Dễ thương coi như là. Nhưng mà em có biết là em so sánh như vậy là làm cho bạn trai em tổn thương hay không? Thật sự thì ảnh là người nhiều điểm tốt hơn. Tại vì em sợ là ảnh sẽ tự cao, cho nên là em sẽ dìm xuống. Đó, thấy chưa? Có nghĩa là bên đây chơi chiêu thì bên kia cũng chơi sách vở đó, chứ không có đơn giản. Làm sao nếu mà hỏi mà cổ mà nói anh hơn người cũ là em phải coi lại. Mà chị hỏi này, sau này lúc mà yêu nhau rồi á, có hay kể cho nhau nghe là sao không? Hay là có một lúc nào đó mình lạc lòng mình lại liên lạc lại với cái người yêu cũ của mình không? Lúc mới quen thì cũng còn liên lạc với người yêu cũ. Lúc đó là muốn tặng một cái món quà cho vợ, nhưng mà nghe tin cô bạn gái cũ là có người yêu mới á, thì không biết sao trong lòng nó cảm thấy rất là khó chịu. Cái mình lại đem cái món quà đó lên nhờ cái cô bạn gái cũ gói giùm. Thì sau về hai đứa chắc với nhau nói là mấy món anh đừng làm như vậy nữa. Xong không biết sao vợ phát hiện ra, vợ mới đem nguyên một cái laptop đùng đùng qua nhà mình mở ra, rồi mình không có chối cãi sao được hết trơn á. Mà tôi không hiểu tại sao nhờ ác ôn bao nhiêu người gói quà đẹp không nhờ đi nhờ người yêu cũ gói quà tặng người yêu mới. Em lý giải cái việc đó làm sao? Em cảm giác như là anh xem thường em vậy đó, tại vì em đang quen ảnh mà anh lại liên lạc với người yêu cũ. Giả sử em lại liên lạc với người yêu cũ em thì sao? Em có nói vậy với ảnh không? Dạ. Rồi anh trả lời sao? Anh kêu em đòi chia tay với em. Lúc đó là mình biết là cho dù mình có giải thích như thế nào là vợ cũng sẽ không có hết giận. Mình đánh vào cái là biết vợ rất là thương mình, cho nên thôi em không tin tưởng anh, thôi hai mình chia tay đi. Mình vừa nói cái là vợ nói thôi em không muốn chia tay đâu, cái hai đứa làm lành luôn. Anh không ngờ đẹp và dịu dàng như thế này mà chấp nhận là từ dưới. Phải lấy là thế kèo trên mới được chứ. Rồi ai cầu hôn ai? Quen khoảng gần 2 năm, ảnh gửi lời cầu hôn với em. Em mới nói là phải cầu hôn thì em mới chịu. Ảnh mới dẫn em ra Phú Quốc. Nhưng mà em không biết là ảnh đã chuẩn bị cầu hôn em tại đó. Gần cuối ngày về, ảnh hẹn em ra bãi biển. Mà cái bữa tối đó thì trời giông bão. Lúc đó là em dự tính đi dạy bờ biển một hồi mệt, quỳ xuống cầu hôn. Cuối cùng vừa ra sấm chớp ầm ầm bão, rồi ở ngoài khơi thì sét đánh, vợ sợ quá không dám ra. Cuối cùng là dắt vô một cái nhà hàng gần bãi biển, mà mình cũng tưởng tượng là một cái nhà hàng có nhà có đồ. Cuối cùng vô nhà hàng tối thui không có gì hết, hai chồng ngồi đập mũi. Mất hết toàn bộ cái gọi là cái cảm xúc luôn. Nhưng mà có móc nhẫn không? Đành phải móc nhẫn ra luôn, em làm vợ anh nha. Rồi lúc đó em cảm xúc em sao kia? Sao tự nhiên không khí mà nó lãng xẹt làm sao á, không có hấp dẫn. Rồi em thấy hơi cãi lấy lại em đi. Trời ơi, tự nhiên kế hoạch tự nhiên bị phá sản thật. Thật ra thấy rõ ràng coi, người tính không bằng trời tính. Rồi bây giờ lấy nhau là sao? Ai nắm tài chánh? Là em ạ. Rồi một ngày là phát cho chồng bao nhiêu tiền? Không phát ạ. Nhà lên lương về thì đưa cho gia đình, còn dư một khoản thì sẽ gửi vô tiết kiệm của hai đứa. Vợ em là rất là đa nghi, lúc nào cũng là anh có quỹ đen phải không? Mặc dù là lương của mình bao nhiêu, tài khoản là nắm hết. Lúc nào về cũng lọc bóp, nếu mà thấy dư nhiều hơn 500 ngàn là rút ra một nửa để vô ông heo. Vậy đó, nhưng mà để ông heo thôi đúng không? Nhưng mà nếu vậy không thì cũng không nói gì để nói. Mà vợ cứ hỏi là ủa sao anh không có tiền để mua quà cho em? Hồi xưa anh mua quà rất là nhiều, anh dẫn em đi chơi rất là nhiều. Giờ anh không mua gì hết chứ anh không thương em được hả? Vậy đó. Nhưng mà có quy định là mỗi một tháng là sắm sửa cho chồng cái gì không? Em thực dạng hơi tiết kiệm và ảnh thì phung phí, thích xài đồ hiệu nhiều hơn. Còn em thì không muốn như vậy, cho nên là ảnh cứ cầu nhau em về chuyện đó. Rồi ảnh có tật xấu gì hả? Bây giờ tối không chịu đánh răng. Sợ hư răng hả? Dạ không, và em nghĩ là ngày đánh răng lần đủ rồi. Thôi người quá hư bằng chải. Hư bằng chải chứ không hư răng hả? Tiết kiệm giùm cho vợ đó. Vợ đánh răng ngày mấy lần? 2 lần. Chứ tưởng 4 lần rồi đánh giùm chồng. Rồi tật xấu gì nữa? Ăn rất là nhiều. Ngày là ăn 3 bữa, còn ảnh ngày ăn 4-5 bữa. Thật ra thì cái này là cái thói quen lúc mới lớn thì mình ăn rất nhiều, nên đến bây giờ mình ăn nhiều luôn. Mà vợ thì suốt ngày cứ cằn nhằn anh ăn nhiều như vậy là em không có đẻ con cho em cho anh đâu, tại vì anh ăn hết của con luôn. Cứ suốt ngày nói vậy mà không chịu đẻ con. Mình thì mình rất là muốn có em bé, nhưng mà vợ thì cứ không có muốn.
Cái đó là cái điều mà em không đồng ý với vợ à? Dạ, tại vì cũng 26, 27 tuổi rồi thì bây giờ có thì một sau này con lớn lên thì mình mới lo được cho con. Còn mà lớn tuổi quá thì sao không lo được cho con. Vợ còn tật xấu nào nữa không? Suốt ngày cũng muốn em 24/24 ở bên cạnh thôi. Tại vì vợ em tính thì cũng khá là nhút nhát á. Dù là gia đình của em thì cũng rất là thoải mái, rất là hòa đồng, nhưng mà vợ rất là tiếp xúc, giống như kiểu không dám nói chuyện vậy đó. Trời ơi, mà nhút nhát vậy mà dám tham gia chương trình này hả? Dạ, thực sự thì là mẹ chồng cổ vũ là hai chồng đi thi đi, trúng thưởng để cho mẹ. Bây giờ em mới phát hiện là mẹ chồng em là rất là thích cái giải thưởng là miếng cước từ đầu. Tức là vì mẹ mà coi như là lấy hết sức bình sinh để đi tham dự cái chương trình này đúng không? Dạ. Chị nghĩ á, mẹ mong muốn á, hai vợ chồng em tham gia chương trình này á, muốn rằng á là tụi em sẽ cởi mở với nhau hơn nè, dạn dĩ hơn nè, và sẽ có cháu mau mau cho mẹ. Chắc cái đó là cái điều mà mẹ muốn nhiều hơn hết. Dạ. Vậy giờ em có mong muốn chồng em thay đổi gì ạ? Ảnh khôn ngoan hơn và nghe lời em nhiều hơn, bớt chơi game đi và quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Hiện giờ là em quan tâm đến gia đình là bao nhiêu thời gian trong ngày? Khi mà về á là vợ bắt mình ở trên phòng, cái em là em ơi cho anh xuống chơi game tiếng buổi tối, mình lên nói anh mê game hơn là mê em. Em mà em chơi với anh nữa vậy đó. Nghỉ chơi vậy, đúng rồi, nghỉ chơi rất là hay, giận dỗi, với lại lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh 24/24. Nhưng mà nhiều khi sau này em còn cái sự nghiệp hay là những cái mối quan hệ công việc ở ngoài nữa, thì như vậy thì em sao không có đủ thời gian để cho để những công việc bên ngoài, cái công việc đó. Dạ, đúng không? Thì em chỉ mong là vợ mở lòng ra chút xíu và có những cái cuộc nói chuyện với lại những người ở nhà nhiều hơn. Em thấy cái mong muốn của chồng em vậy là chính đáng. Cũng hơi hơi à. Thực ra cái đó là chính đáng đó em à. Dạ. Nếu mà bây giờ em thử biểu quyết coi thì toàn bộ khán giả dưới sẽ thấy rằng cái mong mỏi của chồng em rất là chính xác. Trời, cái đó là cái tương lai lâu dài đó cưng. Dạ. Bây giờ mình chưa có con á, thì mình chưa thấy được cái sự nghiệp của chồng và cái mối quan hệ bên ngoài của chồng á là một điều cần thiết đâu. Đó. Còn về phía cái mong mỏi của chồng đối với em là em cởi mở hơn với mọi người trong gia đình á. Yeah. Chị thấy cũng rất là đúng luôn. Mình sống trong gia đình của chồng mình á. Yeah. Thì cái người mà để cho mình đẻ chia là má chồng đó, người đó gần như thay mẹ mình á. Suốt quãng đời còn lại sau này khi mà mình cởi mở ra như vậy, hai mẹ con hiểu nhau, mọi sự thuận lợi nó sẽ đến với em rất là nhiều. Vừa được chồng thương, vừa được má chồng thương, gia đình chồng thương là một cái điều mà người phụ nữ nào cũng ước mơ á. Đó, còn cái mong muốn của vợ đối với chồng á thì em có Em nghĩ là sau chương trình này sẽ cố gắng. Cái đó là không phải cố gắng mà phải làm liền. Xin cảm ơn em. Dạ. Thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi, còn con. Cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á. Người giống như là con Yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? Dạ. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạ, vậy chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ, dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao? Không quen. Sao con gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh Mai Trúc Mã. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp được nhau hay quá. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch cho nó khác nó tỉa. Ủa, vậy đó. Nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây. Mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Bởi giờ. Ủa, sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Đấy, gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể. Ủa, tiếp đi con. Quen. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Dạ. Rồi. Có nghĩa là bé này đến nhà của bạn của con. Dạ, bạn của chơi. Dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không? Chứ dạ. Không yêu đương gì đâu đúng không? Dạ. Đó. Gặp đó. Rủ con đi. Ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta? Nó đi mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con? Tết con ít có đi đâu chơi lắm. Với lại cái bạn đó cũng là bạn thân á. Cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu.
Dạ, không nhớ luôn. Không, đi chung với một nhóm bạn đó là vậy là con giống như là đi chơi bình thường vậy, không có nhớ gì hết. Dạ, con có nhớ nhóm, không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ, con là cái người đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh ấy trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó anh đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà anh không nhớ con, anh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì nó đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn thì sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời, con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lắm mà. Dạ chắc nhờ uống yến đó chú Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ nói chung là ở nhà làm yến từ hồi đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai đứa không quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn tin trời ai đề nghị làm anh em kết nghĩa anh là... dạ con không nhớ chính xác này mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới rồi. Hạn dạ, cái tình rồi. Cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con không có nghĩ ngợi gì nhiều. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh khiết. Dạ đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ cũng không luôn. Thích là tại vì á là ông lại biết tiếng Anh với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩ là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì rất là hay nhắn tin. Một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời dạ. Ai nhắn, ai chủ động anh, dạ không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết trời. Không có được, anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn. Không nhắn luôn đẹp. Mà nói á. Ờ cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á, của Hồng Vân là đăng tốn tiền nữa nhắn. Đúng rồi, đăng ký. Dạ là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm không học hành nữa sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa. Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi, hay quá chị. Đó. Thứ nhà hồi xưa yêu nhau vĩ đại hơn vậy. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ dạ, trong rồi. Trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi, ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo luôn coi. Alo, alo. Rồi ok. Rồi. Đâu kể coi. Nghĩa là Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. Và lúc đó là con lớp 12. Con 11. Dạ con 11 còn anh 12. 12. Thì rồi. Con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình sao? Là không có tốn tiền của Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em. Mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Rồi con khi mà nhận được cái con... lời từ chối đó con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn? Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con có hẹn ảnh.
Con có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Mà vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như là mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến rồi nhau. Sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có, lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia và giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là giờ coi như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong là con lại lên đây con ôn thi lại một tuần nữa. Lên Phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ con học Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ con nói rảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là anh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Đó, chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời tại vì hai đứa cũng ở rất là xa, không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con là cái thằng mà bạn chung với hai đứa. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy? Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen? Mà mày hành ổng thế này hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì? Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì? Thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Hay không? Mối tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng đến việc học của ảnh thôi. Lúc thì nghĩ rằng nào rồi cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp cho nên không có một con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến à có bữa đó ảnh ra tàu. Ảnh ra tàu đón có con biết mà phải lên đi tàu ảnh ra tàu đón con đi xe đi tàu đi máy bay gì cũng sẽ đón hết trơn trọi lãng mạn lắm nghe đến sân ga nghe rồi sao nào gặp nhau nhưng sao? Mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Thế nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi. Nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Như vậy là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ. Rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3, lúc năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá. À, thương ảnh rồi là đúng con không? Mới bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ. Rồi. Làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại vì ủa rồi con không học hay gì con lên hỏi nó ra hết chân lên hỏi bộ không có học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi ngủ lang. Dạ có chứ thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi
con chờ con trở về luôn. Nó thương đâu có tiện chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không, có tiền đổ xăng đâu? Dạ xe hư thì có. Thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố thì rất là đỏ tới mồm. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó. Hai đứa? Mới tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn rồi không biết đi chơi đâu. Không có tiền thì chưa có, nhưng mà có ít thì có. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15 ngàn thôi mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ rau. Trời ơi, cái bà bán bánh xèo chắc bà rủa hai đứa con lắm. Trời ơi, nó ăn có một cái bánh xèo 15 ngàn, nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi. Nhưng mà nó đẹp. Dạ. Nhưng có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Dạ. Ừ. Từ hai đứa sau. Giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ. Ừ, rồi xong sao nè. Sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa. Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Trước. Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới con, rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà anh chưa về á con. Ở lại lại con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn rồi, tôi không cần hỏi luôn. Cũng không cần hỏi. Ở trong một năm mà con ở lại rồi, con có đi làm không hay là đi nhông nhông dạ, lắm thôi. Con học xong á là 2015. Thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm để mình có cái nghề mình làm trước. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng nên không có muốn mình phải như vậy. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. Là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm. Thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới xét xuống đại học Sài Gòn. Cái môn đó nó vừa đủ điểm để cho mình đậu, với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính. Dạ, đúng không? Trung học trung cấp máy tính. Thì trong quá trình học á thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài, sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, bạn gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chỉ gọi con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình về mình không có việc rồi vợ mình đi làm rồi mình đâu có mình con trai mà mình chẳng lẽ mình ở bị nhà. Lép vế nhà đúng không? Mình chờ vợ và nuôi sao sĩ được nữa chứ. Dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong rồi con học nghề thêm thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt ở hay quá. Xong rồi có cái bằng đó thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Bà này học bà này bà về trước. Ba học năm xong. Ba giờ trước mất. Mình ở đây mình sợ chứ. Cũng không sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Chứ không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có. Con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 mà con đã đi dạy ở Bình Thuận. Rồi đó, rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ là làm giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong mà tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em làm không nổi. Rồi, cái bung. Là bung đi qua làm giáo viên thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chắc luôn. Thì nói là vợ, người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt đó, đúng không? Đó. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê.
rồi xong rồi á bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa, chưa. Hay là phải đi làm? Tụi con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ gây lộn rồi có ghen tuông. Có lần nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đâu. Cũng không có trách móc có gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái nhưng mà vợ con có giận con thì vợ con thì nói chung là giận thì nhiều mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó. Dạ. Là có chia tay không? Dạ. Có. Có mà chia tay dài không? Có chuyện dạ. Chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày. Quá 3 ngày dài. Luôn. Rất dài. Rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ, đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì? Vụ gì? Vụ gì vậy? Dạ. Cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ, ở bệnh viện á. Thì một thời gian, bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là 1 ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em mới cần thương hại. Cho nên làm thôi, bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em với anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa. Coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng. Em chỉ nói là mình không có hợp thôi, thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em. Em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Thì có rồi. Sau đó dạ. Thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu. Nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường. Hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không? Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin. Tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều. Nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của anh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì anh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không? Thì đâu có vui xíu nào. Cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Mới nói ra là vì sao anh lại như vậy. Là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi, nó sẽ khác với hồi mình đi học. Nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em. Hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm, còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại. Thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau, tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi, người ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai, đúng không? Hiểu không? Đó. Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà là lúc đó là hai chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mọi đứa là có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà khác nhau hay sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị,
nó sẽ rất là đáng yêu. Nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhá tờ trả đúng rồi, cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do, mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Thì còn ngồi nói chuyện á. Thì nói chung á là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thực sự thì mình nhắn tin thì nhắn tin với bạn bè thôi chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Cái cô này bạn giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà lấy nhau xong rồi coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó, mà không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý nha. Có là góp ý để đối phương đúng sửa rồi nha. Phải đây là cơ hội để chúng ta nói nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Sau con nhín lại chút lòng tốt. Chà, chuẩn bị nó nhín lại một chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt khui bị lạc đề rồi đó. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ. Nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được mà 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25, 0,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không tức là giờ con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì hết. Dạ, đừng thay đổi, vậy thôi. Và vậy, và hơn vậy nữa một xíu là được. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, thay đổi cái gì? Nhưng mà là thay đổi cái gì? Là ví dụ thương, bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này. Thì giờ thương tiếc, cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có mê game, có hút thuốc, có nhậu nhẹt. Ngày trước là anh có chơi game, nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Thành ra là vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Tốt rồi. Nó khui tính tốt. Đúng rồi. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. Muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Thì phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bộ nhảy món này món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho nó uống đi. Cho nên mới vậy nè. Cho nó uống đi. Chỉ mong vậy thôi. Vậy làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Đó thì ăn uống đầy đủ để có giữ nghĩa gìn là sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng, đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.